Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Hành Tập, tập 440-441. Dương Thanh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lão cửu, dù sao cũng chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Muốn đánh bại một cường giả siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, gần như không có bất kỳ hy vọng gì. Ngay cả khi lão cửu đánh bại tên cường giả siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ này, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hoa Thành Chủ được bao quanh bởi những cường giả còn mạnh hơn. Cho dù lão cửu có thể đánh bại được những cường giả này, thì vẫn còn có một Hoa Thành Chủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đứng ở đó. Lão cửu dù mạnh đến đâu, làm sao có thể là đối thủ của Hoa Thành Chủ được chứ? Lão cửu sở dĩ liều chết một trận chiến, cũng chỉ là vì muốn bảo vệ anh mà thôi. Giờ phút này, một ngọn lửa từ sâu trong nội tâm Dương Thanh dường như đang bùng cháy rừng rực. Sự tức giận khiến anh phẫn nộ đến cực điểm. Anh siết chặt hai nắm đấm, trong đôi mắt đỏ như máu của anh không còn chút tia cảm xúc nào. Bùm 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 bùm. Lão cửu vẫn điên cuồng chiến đấu với Đông Phương Nguyên. Thế nhưng sự chênh lệch về cảnh giới khiến lão cửu không có chút cơ hội chiến thắng nào. Lực công kích của Đông Phương Nguyên phi thường cường đại. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, lão cửu đã bị đối thủ đánh trúng rất nhiều trọng kích. Đủ rồi! Dương Thanh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Hoài Thành Chủ nói ra: không nên làm khó người bên cạnh ta, ta sẽ đi với người. Sau khi lão cửu nghe được lời nói của Dương Thanh, lập tức sắc mặt đại biến. Chính là một khắc phân thần này đã bị Đông Phương Nguyên một kích đánh bay. Dương Thanh không nên thỏa hiệp, một khi ngài theo hắn rời đi, chỉ còn một con đường chết mà thôi. Lão cửu lúc này đã ngã xoài trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng nói. Dương Thanh liếc nhìn lão cửu một chút, hai mắt anh đỏ hoe nói: cửu gia, ngài đã cứu tôi rất nhiều lần, tôi không thể làm liên lụy tới ngài nữa. Hoa Thành Chủ muốn bắt người chính là tôi. Hiện tại tôi chạy không thoát được, bị hắn mang đi là chuyện đương nhiên. Đã như vậy, tôi vì sao còn muốn ngài liều chết để bảo vệ tôi chứ? Nói xong, anh nhìn về phía Hoài Thần Chủ nói ra: không nên làm khó người bên cạnh ta, ta sẽ đi với người. Khóe miệng Hoài Thần Chủ hơi nhếch lên, gợn lên một vòng cung hài hước, nhìn Dương Thanh nói ra: giống như ngươi đã nói, ngươi căn bản không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nếu đã như vậy, ta tại sao lại phải để cho người xung quanh ngươi rời đi chứ? Dương Thanh tức giận nói: ngươi không nên là quá. Người ngươi muốn là ta, bọn họ đều là người vô tội, hãy thả bọn họ rời đi. Hoài Thành Chủ cười nhạt một tiếng, mắt liếc nhìn lão cửu đang nằm dưới đất một chút, ngay cả đứng dậy cũng không nổi, đột nhiên nói: ngươi là một con chó trung thành, nếu cứ như vậy chết đi, hoàn toàn chính xác, khá là đáng tiếc. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội sống sót, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ta không chỉ dĩ giữ cho ngươi được sống sót, mà còn nguyện ý tập trung tu dưỡng cho ngươi, khiến cho võ đạo của ngươi được nâng lên một tầng cao mới. Ngươi có bằng lòng hay không? Lão cửu nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi đừng có nằm mơ. Hoa Thành Chủ cười lắc đầu: thật đúng là đáng tiếc, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta đành phải giết ngươi. Nói xong, hắn ra lệnh cho Đông Phương Nguyên: giết hắn. Vâng. Đông Phương Nguyên lập tức đáp ứng, sau đó hướng về phía lão cửu, từng bước đi tới. Dương Thanh trong lòng chợt lo lắng, không kịp suy nghĩ nhiều, liền vọt tới chắn trước mặt lão cửu, nhìn về phía Hoài Thành Chủ nói: Hoài Thành Chủ, ta cầu xin ngươi, đừng giết ông ấy. Ha ha ha! Hoài Thành Chủ đột nhiên cười rộ lên: được rồi, ta có thể không giết hắn, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ không giết hắn. Lão cửu đột nhiên lo lắng gấp gáp, hét lớn: không được, hắn căn bản không muốn buông tha cho chúng ta. Cho dù ngài quỳ xuống cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lão cửu hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hướng về phía Dương Thanh gầm thét. Ông sợ Dương Thanh sẽ thực sự quỳ xuống thay mình, cầu xin tha mạng. Đông Phương Nguyên đã bước tới, toàn thân sát ý phun trào, tùy thời chờ lệnh của Hoài Thành Chủ bất cứ lúc nào. Dương Thanh không để ý tới lão cửu, nhìn chằm chằm Hoài Thành Chủ, nghiến răng nghiến lợi nói: nếu như ta quỳ xuống cầu xin ngươi,
ngươi thực sự có thể buông tha cho ông ấy hay sao? Hoài thành chủ cười ha hả nói ra, ta là thân phận gì, làm sao có thể nói dối một tiểu bối như ngươi? Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta sẽ không giết hắn. Dương Thanh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng uất hận, trốn tránh ở Mục phủ lâu như vậy. Vốn cho rằng Mục phủ có thể bảo vệ được mình, nhưng không ngờ chính mình lại bị ép tới mức độ này như vậy. Anh liếc mắt nhìn Lão Cửu, người thậm chí còn không thể đứng dậy vì bị trọng thương. Sau đó, hai đầu gối dần dần khuỵu xuống. Không được, Lão Cửu đột nhiên hét lên, đừng trách tôi, ngài đừng nên làm thế. Tôi chỉ là một kẻ hạ nhân, căn bản không đáng để ngài vì tôi mà làm như vậy. Ngài đừng quỳ xuống cầu xin hắn, không, không được. Ha ha ha, Hoài Thành Chủ đắc ý phá lên cười. Hắn thích loại cảm giác trưởng khống hết thảy này, cũng thích nhìn sự bất lực của con sâu cái kiến trong mắt của hắn. Các cường giả của Mục phủ đều theo dõi những gì đang xảy ra trước mắt, trong lòng có chút xúc động. Một thành chủ nhìn chằm chằm Dương Thanh, bên trong ánh mắt của ông lộ ra vẻ áy náy. Ông cũng muốn cứu Dương Thanh, nhưng là bây giờ kiếm khách bóng đêm đang bị trọng thương. Thời điểm lúc trước ông cùng Dược Vương giao kiếm cũng là đã bị thương, chỉ bằng thực lực hiện tại, căn bản ông không phải là đối thủ của Hoài Thành Chủ. Dương Thanh. Nhìn thấy Dương Thanh sắp quỳ xuống, một thành chủ đột nhiên lên tiếng gọi tên Dương Thanh. Dương Thanh mặt không đổi, nhìn về phía một thành chủ, không nói gì. Một thành chủ nhìn về phía Hoài Thành Chủ, trầm giọng nói ra. Hoài Thành Chủ, người ngươi muốn là Dương Thanh. Dương Thanh, cậu ấy đã đáp ứng cùng ngươi rời đi, nhưng vì sao còn muốn hùng hổ dọa người? Coi như cậu ấy quỳ xuống cầu xin ngươi, thì lại như thế nào? Ngươi đường đường là thành chủ Hoài Thành, làm gì phải phụ vũ nhục một tiểu bối như vậy chứ? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía một thành chủ. Dương Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Một thành chủ không có cách nào đem anh bảo vệ, anh cũng không trách ông ấy. Dù sao, tình huống hiện tại của Mục phủ cũng phi thường hỏng bét, căn bản không làm gì được Hoài Thành Chủ. Nhưng là bây giờ, một thành chủ vậy mà nguyện ý vì mình ra mặt nói chuyện. Hoài Thành Chủ hai mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm một thành chủ nói. Một thành chủ, đây là dự định muốn nhúng tay vào chuyện giữa ta và hắn sao? Một thành chủ trầm giọng nói, nếu như ta muốn nhúng tay vào, liền trực tiếp ra tay động thủ với ngươi. Chỉ là việc làm của ngươi đã khiến ta rất khinh thường. Ngươi mang Dương Thanh mang đi, ta có thể không nhúng tay vào. Nhưng đối với những người chung quanh cậu ấy, Mục phủ của ta nhất định phải bảo vệ. Nói xong, ông ta lại nhìn về phía Dương Thanh, vẻ mặt chân thành nói ra. Dương Thanh, thật phi thường có lỗi. Ta chỉ có thể từ bỏ cậu để bảo vệ Mục phủ của ta. Nhưng là cậu yên tâm, có ta ở đây, người bên cạnh cậu sẽ không có chuyện gì. Nghe một thành chủ nói xong, Dương Thanh lộ ra vẻ cảm kích, nặng nề gật đầu nhìn một thành chủ nói. Cảm ơn một thành chủ, có thể giúp tôi bảo vệ những người xung quanh, tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Nếu như có kiếp sau, phần ân tình này tôi nhất định sẽ báo đáp. Một thành chủ khẽ thở dài một hơi, trong lòng ông cảm thấy rất khó chịu. Hoài Thành Chủ hai mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm một thành chủ nói, nếu như ta nhất định phải động tới những người xung quanh hắn thì sao? Một thành chủ lạnh giọng nói ra, ta đã nói, người đứng bên cạnh cậu ấy, Mục phủ của ta muốn bảo vệ. Nếu Hoài Thành Chủ muốn thử một chút, ta nhất định sẽ liều mạng chiến đấu một trận với người. Người cứ việc tới đây. Dứt lời, một cổ khí thế cuồng bạo từ trên người ông lan tràn ra. Sát khí trong mắt Hoài Thành Chủ càng lúc càng nồng đậm. Các cường giả xung quanh hắn cũng từ người một bộc phát khí thế võ đạo. Đột nhiên, toàn bộ Mục phủ đều bị một cổ cuồng bạo khí thế vờn quanh. Đại chiến sắp bắt đầu, mọi người hết sức căng thẳng. Dương Thành mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm Hoài Thành Chủ, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Anh mặc dù chỉ có thực lực của siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, thế nhưng anh lại có được huyết mạch cuồng hóa, trong tay còn có một thanh dao găm linh khí. Nếu quả thực những thủ đoạn này cùng một chỗ dùng tới,
liền xem như cường giả siêu phàm bắt cả đứng phong. Anh cũng dám liều chết một trận chiến. Cho đến bây giờ, anh cũng không biết thực lực mạnh nhất của mình rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào. Bởi vì mỗi lần huyết mạch cuồng hóa được kích hoạt, một khi thực lực của anh đã mạnh đến một trình độ nhất định, anh luôn cảm thấy khó có thể khống chế được chính mình. Nhưng anh cũng rất rõ ràng, anh còn có thể trở nên mạnh hơn, nhưng cũng có khả năng mình sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Nhưng nếu như Hoài Thành Chủ thực sự đem anh bước đến tuyệt lộ, liền xem như hoàn toàn mất đi khống chế, thì lại như thế nào? Anh thậm chí còn không sợ chết, vậy tại sao phải sợ mất khống chế chứ? Quỳ xuống! Hoài Thành Chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm như kình lôi cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ mục phủ. Giờ phút này, Dương Thanh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng uy áp kinh khủng từ phía trên toàn thân, muốn anh em đem anh ép ngã trên mặt đất. Dương Thanh hai mắt đỏ tươi như máu, nghiến răng nghiến lợi, không để hai đầu gối của mình quỳ xuống. Chỉ là khí thế võ đạo của Hoài Thành Chủ quá mạnh, anh căn bản là không có cách nào kháng cự. Xương cốt toàn thân anh đều dường như muốn nổ tung. Hai đầu gối từ từ khuỵu xuống đất. Hoài Thành Chủ! Một thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế võ đạo trên người ông uy áp kinh khủng, phóng thẳng về phía Hoài Thành Chủ. Có sự trợ giúp của một thành chủ, Dương Thanh mới cảm giác được mình dễ chịu hơn rất nhiều. Hoài Thành Chủ trong mắt hàn quang lấp lé, nhìn chằm chằm một thành chủ nói ra: xem ra ngươi là thật muốn đánh, muốn bị diệt môn. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Một thành chủ cả giận nói: nếu như ngươi dám giết cường giả mục phủ của ta, ta cam đoan ngươi sẽ phải trả giá đắt. Giống như là đáp lại một thành chủ, Hoài Thành Chủ hét lớn: giết hết cho ta, người của mục phủ một tên cũng không để lại. Giết! Trong lúc nhất thời, các cường giả của Hoài Thành Chủ lần lượt xông tới cường giả của mục phủ. Hoài Thành Chủ! Một thành chủ nhìn đám cường giả trong mục phủ từng người lần lượt ngã xuống, đột nhiên vô cùng tức giận. Hoài Thành Chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm một thành chủ nói ra: đây là ngươi ép buộc ta. Đã ngươi vì một tên Dương Thanh muốn cùng ta đối nghịch, vậy thì sau hôm nay trên thế giới sẽ không còn có mục phủ. Một thành chủ giận không kiềm chế được, ông rất muốn hiện tại liền đi giết những kẻ xâm lược của Hoài Thành Chủ kia ngay bây giờ. Nhưng ông cũng biết rằng một khi ông làm điều đó thì Hoài Thành Chủ cũng sẽ động thủ với cường giả ở mục phủ. Vì vậy ông không thể động thủ, chỉ có thể để cho những cường giả mục phủ đối phó với cường giả của Hoài Thành Phủ. Nhìn xem bốn phía chém giết, Dương Thanh cũng hoàn toàn đứng tại chỗ. Màu máu đổ đỏ trong mắt anh càng lúc càng đậm, một cổ khí tức giận cuồng bạo từ trên người anh bạo phát ra. Anh muốn dừng lại tất cả những điều này, nhưng anh không thể làm được. Đủ rồi! Một thành chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng: nếu như tiếp tục nữa, cường giả mục phủ thật sự sẽ bị giết sạch. Hoài Thành Chủ cười lạnh một tiếng: chỉ cần Dương Thanh quỳ xuống cầu xin ta, ta liền người dừng, để người dừng tay. Một thành chủ hai mắt trừng trừng, lại không thể làm gì. Cuối cùng, ánh mắt của ông rơi vào trên thân Dương Thanh, trên mặt tràn đầy tự trách. Dương Thanh, thật xin lỗi. Dương Thanh biết và cũng có thể lý giải được tình cảnh của một thành chủ. Một thành chủ vì muốn giúp đỡ anh, một câu nói này đã chọc giận Hoài Thành Chủ, dẫn đến mục phủ tổn thất nặng nề. Bây giờ một thành chủ căn bản không thể làm gì được cả. Dương Thanh lắc đầu: một thành chủ, người nên nói xin lỗi chính là tôi. Nói xong, anh nhìn về phía Hoài Thành Chủ, không chút do dự nào, hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống. Nhưng khi anh vừa định quỳ trên mặt đất, thì một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trên vai anh, chính là Lão Cửu. Lão Cửu hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Dương Thanh nói: ngài có biết hắn vì sao nhất định muốn bắt ngài quỳ xuống hay không? Bởi vì hắn phi thường sợ hãi thiên phú võ đạo của ngài. Một khi ngài còn sống rời đi, chính là tận thế của hắn sau này. Chỉ khi nào ngài hôm nay đối với hắn quỳ xuống, võ đạo chi tâm của ngài liền sẽ bị hao tổn. Sau này,
võ đạo của ngài có thành tựu cũng sẽ dừng bước ở đây. Coi như ngài có thể còn sống rời đi, đời này cũng không thể vượt qua được hắn. Nghe lão cụ nói xong, Dương Thanh lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thế nhưng là nếu như anh không quỳ xuống cầu xin Hoài Thành Chủ, Hoài Thành Chủ làm sao có thể bỏ qua cho Mục Phủ, làm sao có thể bỏ qua cho người ở bên cạnh anh? Nhưng nếu như võ đạo của mình dừng bước ở đây, sau này lại như thế nào có thể báo thù rửa hận được chứ? Tôi hiểu rồi. Dương Thanh bỗng nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Những gì đang xảy ra trước mắt là phi thường tàn khốc. Đây là thế giới võ đạo, một thế giới cực kỳ tàn khốc, nơi chỉ có kẻ mạnh được tôn trọng, kẻ yếu không có tôn nghiêm, không có sức mạnh để bảo vệ chính mình, và cũng không có tư cách để bảo vệ những người xung quanh bọn họ. Oanh! Đột nhiên, một luồng khí thế võ đạo cường đại ào ào tuôn ra từ trên cơ thể Dương Thanh. Mây đen phía trên bầu trời Mục Phủ dày đặc nháy mắt tan thành mây khói. Sau đó, lập tức xuất hiện một hào quang đầy màu sắc. Khí thế võ đạo trên người Dương Thanh dần dần lắng xuống. Anh đã thực sự bước vào cảnh giới võ đạo siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Đột phá rồi! Lão Cửu vui mừng khôn xiết hét lên. Đối với Dương Thanh, trong lòng ông ta thực sự vui mừng. Sau khi thực lực tiến vào cảnh giới siêu phàm cảnh, mỗi một lần đột phá cảnh giới đều khó, độ khó đều phi thường lớn. Đặc biệt là đột phá một cảnh giới lớn lại càng khó hơn. Nó giống như kiếm khách bóng đêm, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đột phá từ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị gián đoạn. Còn Dương Thanh chỉ là trong một ý niệm đã phá vỡ ràng buộc của siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, trực tiếp tiến vào siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Cái thiên phú võ đạo cùng ngộ tính này quả thực chính là yêu nghiệt. Mộ Thành Chủ ngẩng đầu nhìn hào quang rực rỡ đầy màu sắc phía bên trên biệt thự của Mộc Phủ, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Đây là cảnh giới hoàn mỹ. Cường giả trong cùng một cảnh giới cũng có phân chia điểm mạnh và điểm yếu. Cảnh giới võ đạo thuần túy trong cùng một cảnh giới thì thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Cảnh giới hoàn mỹ là cảnh giới thuần túy nhất trong cảnh giới võ đạo. Một người tu luyện ở trạng thái hoàn mỹ là bất khả chiến bại so với những người khác trong cùng một cảnh giới, thậm chí còn có năng lực vượt cấp để giết kẻ thù. Những cường giả như vậy đều không có ngoại lệ. Một khi đạt tới đỉnh cao tu luyện, bọn họ đều là cự phách của một phương. Ngay cả một số gia tộc cổ võ rất xa xưa đều chưa hẳn đã có người lĩnh ngộ được cảnh giới hoàn mỹ. Nhưng là hôm nay, những cường giả có mặt tại đây đã chứng kiến sự xuất hiện của một người có cảnh giới võ đạo hoàn mỹ. Dương Thanh lúc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng. Khí thế võ đạo trên người anh trực tiếp tăng vọt lên mấy lần. Đông Phương Nguyệt lập tức giết Dương Thanh. Trên khuôn mặt Hoài Thành Chủ tràn đầy tức giận, bỗng nhìn ra lệnh một tiếng. Hắn thực sự sợ hãi. Một cường giả võ đạo cảnh giới hoàn mỹ, một khi cho cường giả này đầy đủ thời gian, e rằng không bao lâu nữa liền có thể bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu cảnh giới võ đạo của Dương Thanh thực sự đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thì Hoài Thành Chủ hắn trừ phi là đột phá đến cảnh giới võ đạo mạnh hơn, nếu không hắn căn bản không phải là đối thủ của Dương Thanh. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải đem loại khả năng này dập tắt từ trong trứng nước. Hoài Thành Chủ tức đến mức thở hổn hển, quát chói tai: giết hắn cho ta, mau giết hắn cho ta. Vâng. Đông Phương Nguyên trực tiếp vọt thẳng tới Dương Thanh. Dương Thanh, mau rời khỏi Mục Phủ. Lão Cửu đột nhiên gầm lên một tiếng, không biết ông lấy từ đâu ra khí lực đẩy văng Dương Thanh ra. Sau đó không chút do dự uống một viên đan dược màu đen. Uân!